Hai nạn nhân thiệt mạng trong con tàu Titanic năm đó bất ngờ xuất hiện sau 80 năm đã khiến các nhà khoa học điên đầu. Cùng tụi mình vén màn bí ẩn này ngay sau đây. Fan cuồng của phim Mỹ thì bảo đảm không thể quên bộ Titanic huyền thoại. Xin làm dây giới thiệu cho ai chưa biết nè. Titanic dựa theo sự kiện có thật xảy ra vào ngày 14 tháng 4 năm 1912, khi con tàu khổng lồ Titanic bị va phải tảng băng trôi và chìm ở Đại Tây Dương. Vụ tai nạn này đã cướp đi hơn 1.500 sinh mạng và chỉ có 328 thi thể được cứu vớt, số còn lại thì mãi mãi nằm yên dưới đáy đại dương. Đạo diễn James Cameron đã thêm thắt yếu tố tình yêu vào và khiến cho Titanic trở thành một bộ phim kinh điển. Và nếu như tụi mình nói, vào giữa năm 1990 và năm 1991, tại khu vực gần núi băng Bắc Đại Tây Dương, người ta đã phát hiện và cứu sống hai nhân vật đã biến mất cùng con tàu Titanic gần 80 năm về trước, thì các bạn sẽ thấy như thế nào? Khó tin nhưng đây lại là sự thật. Cụ thể là vào ngày 24 tháng 9 năm 1990, con tàu Volkswagen đang đi trên vùng biển Bắc Đại Tây Dương. Thuyền trưởng đột nhiên phát hiện một bóng người từ vách núi. Qua kính viễn vọng, ông nhìn rõ một phụ nữ đang dùng tay ra hiệu cầu cứu. Người phụ nữ này mặc trang phục quý tộc Anh thời kỳ đầu thế kỷ 20, toàn thân ướt sũng và đang run cầm cập vì lạnh. Sau khi người phụ nữ ấy được đưa lên tàu và bình tĩnh hơn, thì đã bắt đầu tiết lộ một bí mật động trời. Cô ta tên là Wendy Kay, 29 tuổi, một hành khách trên con tàu Titanic. Khi tàu đắm, một con sóng lớn đã đánh giặc cô ấy lên núi băng này. Lúc đó tất cả đều bật cười vì nghĩ rằng Kay quá sợ hãi và bị lạc nhiều ngày nên nói nhảm. Tuy nhiên, khi nhìn thấy biểu hiện nghiêm túc của Kay, mọi người đã giao cô ấy cho cảnh sát. Sau quá trình thẩm tra, đối chiếu với bản danh sách hành khách trên tàu Titanic, người ta nhận thấy mọi nội dung đều trùng khớp với những gì Kay nói. Chưa dừng lại ở đó, vào ngày 9 tháng 8 năm 1991, tại khu vực phía Tây Nam, người ta lại tiếp tục phát hiện một người đàn ông 60 tuổi. Ông ta mặc bộ quần áo màu trắng, khá là gọn gàng. Và sau khi xác minh danh tính, tất cả đều sốc nặng khi nhận ra đó chính là thuyền trưởng danh tiếng Smith của con tàu Titanic. Khi được cứu, Smith một mực khẳng định rằng hôm đó là ngày 15 tháng 9 năm 1912. Điều đáng nói là gương mặt của cả hai cực kỳ trẻ và không khác gì so với 80 năm trước. Sau quá trình nghiên cứu, mày mò, một số cơ quan hải dương Âu Mỹ cho rằng thuyền trưởng Smith và hành khách Kay đã bị rơi vào lỗ hổng thời gian. Bất kỳ ai rơi vào đó thì dù có 3, 5 hay vài chục năm thì người đó cũng sẽ không có gì thay đổi so với lúc ban đầu. Cho đến tận bây giờ, các nhà nghiên cứu khoa học vẫn tiếp tục tìm hiểu về lỗ hổng thời gian bí ẩn này và cả hiện tượng xuyên không kỳ lạ của hai hành khách trên con tàu Titanic. Được rồi, tụi mình cùng bắt ghế ngồi đợi câu trả lời từ các nhà khoa học nha. Cảm ơn các bạn đã quan tâm, theo dõi và đừng quên đăng ký kênh để không bỏ sót bất kỳ video thú vị nào nhé.